xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng ngủ khí. Ôi ôi, con ngủ không này nó gọi là cứ gọi là rất là đáng sợ luôn ở trong cái phiên bản lần này ấy. Nó cứ gọi là chất nhất quả đất luôn. Kiếm chi hồn là chính là cái gọi là món trang bị không thể thiếu dành cho vị tướng ngủ không. Với vai trò vị trí đi rừng, gặp đối thủ của chúng ta hôm nay đó chính là anh Nakroth. Ôi giời ơi, đợt này thì vớ mồm cho xồm anh Nakroth rồi. Ôi giời, đập hai cái chí mạng hai lần. Cái gì vậy? Muốn cướp hay gì? Bây giờ các bạn muốn cướp hay là gì? Nói một câu thôi. Cướp hay không nói cướp nói một câu. Nếu mà cướp thì nói thì ngại gì? Không cướp rồi. Rồi, hình như bà Arum đang núp trong này đúng không? Có đúng không? Ôi, sợ quá. Vị tướng không không là một vị tướng mà đánh nó kiểu như là mọi người lúc đầu nó rất là hên xui nha mọi người. Nếu mà khi mà các bạn ở trong cái cấp độ mà dưới cấp 10 thì nó rất là hên xui. Chẳng may chí mạng nổ đều đều một cái thôi, đập vào người mà nó nổ chí mạng thì nó cứ gọi là on hit. Còn nếu mà không đen ý, đập 3-4 cái vào người mà không nổ chí mạng phát nào thì coi như là mình cũng gọi là quá là đen luôn. Và đen thì làm sao? Sấp mặt chứ làm sao? Đấy, có cái gì đâu mà phải suy nghĩ đúng không? Quá là một cái câu chuyện có thể nói là dành cho hên xui vị tướng ngộ không rất là nhiều. Ngộ không này, Quillen này là hai vị tướng sát thủ mà tàng hình mà có thể nói là đang làm mưa làm gió ở trong cái gọi là chế độ đối xếp hạng của Liên Quân Mobile đó. Dồi ôi, chạy qua sờ mông Nakroth cái. Đây, hàng đây rồi. Hãy xem ra đây. Đập bụp, ôi dồi ôi, chí mạng 1k. Chiêu cuối. Không có chiêu cuối. Đập chiêu cuối. Cuộc đời nó đắng nó cay. Má ơi là trời, tôi chỉ được khổ quá đi thôi. Ăn nguyên cái con bùi xanh mà không có mana để mà sử dụng chiêu cuối. Trời ơi, cuộc đời em nó bế tắc từ đó luôn. Và cái chết của em thì nó được báo trước rồi. Cái mana thì làm sao mà quánh được bây giờ. Đời nó đen như cháy luôn đấy mọi người ạ. Buồn như con chuồn chuồn. Đấy, anh em thấy không? Ôi ôi, đập 3 phát chí mạng cả 3 phát luôn. Ôi ôi, thế này thì được. Hôm nay là quá hơn rồi. Không sao. Chấp xem bạn một mạng luôn. 1-3 đúng không? 1 chết 3. Thế này thì chết rồi. Chết rồi, Nakroth tem bạn kìa. Thế như là tem bạn đang gọi là ok. Tem bạn là Nakroth đang chạy về rồi. Nó làm gì có bùi xanh. Bùi xanh của nó ra rồi, mình qua mình rơi con bùi xanh của nó luôn. Đó, chơi là phải đi cướp như thế này này. Chơi là phải cướp như thế này. Tem bạn nó mới sợ này. Sợ chưa? Chừng chỉ. Ôi trời ơi, có bùi xanh ngọt rớt. Thôi đi về cho nó lành. Ra gánh Zuka phát, đập Zuka vào mông cái. Cho một Zuka một phát vào mông của thông mông thần trưởng. Đấy, một gậy của khỉ làm sao cái đả cầu bổng phát của Zuka ăn được. Cái gậy của Zuka là cái gậy gấu trúc, còn cái gậy của Ngộ Không là gậy như ý. Mọi người phải đoán được như ý thì nó có thể to ra. Chỉ cần một gậy thôi, ủa dồi ôi, ở đằng trên chết suốt. 2/6 luôn. Ôi căng quá. Căng rồi. Đợt này quá căng rồi, nguy hiểm rồi. Vẫn chưa lấy được cái kiếm chi hồn. Lúc đầu mình đen quá, nếu không bây giờ là mình cũng ngon lành cành đào. Cái lúc đầu mà mình có mana này, Nakroth tem bạn chết chắc rồi đấy. Đảm bảo một câu luôn. Chết hay không chết nói một câu đi. Thôi bây giờ thì mình cứ gọi là từ từ để khoai cũng nhừ. Ngộ Không là một vị tướng á, tầm giữa trận thì nó dạng là đánh khắp thiên hạ không địch chủ. Với những vị tướng gọi là pháp sư hay là AD hay là những con gọi là hỗ trợ mà phép thôi nha. Còn những vị tướng mà trâu bò thì solo có khi nó quánh cho chết. Đánh nó không lại mà nó kéo cả bầy của cái đàn ra quánh mình đau lắm. Thôi không sao. Ý có rồng. Ăn rồng luôn. Anh em cứ ăn rồng thoải mái. Mình đã để dành cái trừng trị. Mình không cần trừng trị vào con quái để dành cho ăn rồng rồi đấy. Nó thấy không? Khoái không? Khoái liền. Và từ rồi khoai cũng nhừ mà. Có cái gì đâu mà phải căng. Ôi đứng dưới. Ryoma tay mình đánh hay lắm mọi người ạ. Ryoma tay mình như là best Ryoma gì ấy. Ủa lát kìa. Ôi ơi, địch mạch sao nó cắm đầu vào tường thế này. Trời ơi, chắc em chết. Em chịu không nổi cái pha xử lý vừa rồi luôn đấy. Đây rồi, hàng về đây rồi. Em chạy ra đằng sau, em móc mông thần trưởng. Móc ghi trơm ở đây chứ đâu. Hư nè, chạy đi đâu con sâu này. Con sâu này một kiêu. Rồi, Arum nằm xuống, một gậy là đi luôn. Hãy xem tới đây. Úi xổ ôi, đi đâu con sâu này. Con sâu này đi đâu. Ôi, dù béo. Ê, gấu, khỉ đây nè, gấu. Chạy đi gấu. Gấu chạy đường nào chứ khỏi nắng được bây giờ. Đấy, 36 kế, trốn là thượng sách. Trốn lúc đầu không trốn.
cuối, gọi là lúc mà đến lúc cuối rồi, trốn làm sao kịp được. Đó là ngủ khỉ mà, lại cướp bùa, đập vào đầu này, rồi xong, chí mạng 1k3 dam. Ôi trời ơi, hôm nay hên váy mướt ra anh em ạ. À, trời ơi, chơi ngủ không mà các bạn cứ tính đi, nó cứ chí mạng nó lỗi như vậy thì Nacrot em ạ, à, còn răng đâu mà ăn cháo, đúng không? Còn răng đâu mà ăn cháo. Cái gì vậy? Rồi ra móc ghê chưa. Trời ơi, đập cái bịch một cái thôi, răng môi lẫn lộn trộn lấy nhau. Dù béo, ngủ khí tới đây. Dù béo ơi, ngủ khí tới đây. Đi đâu con sâu này? Cái con sâu này đi đâu chứ khỏi nắng bây giờ? Chạy đâu hả em? Chạy đâu à? Chạy hả bưởi? Này chạy này. Này thì đấu với cả đầu gấu này, ý lộn đầu khỉ nè. Đầu gấu mà tôi sợ hả? Sợ quá. Không sợ thế nào trên. Chỉ giả bộ sợ thôi mà. Làm cái gì mà căng? Đúng không mọi người? Cũng không là một vị tướng có thể nói là dành cho những các bạn kiểu như là ảo tưởng sức mạnh. Chơi vị tướng này nó cứ gọi là chất luôn. Con này nhiều lúc nó ảo lắm mọi người ạ. Đánh nó rất là hên xui. Nếu mà xui thì mình không chí mạng là mình đen. Là mình sấp mắt. Còn mình hên nổ chí mạng, ui rồi nó cứ nổ đều đều như thế này, thì hôm nay nó tính ra là mình đánh rất là may luôn đấy. Nó có nổ đều đều như thế này thì cứ mà 6-1 là cứ loay mồm ra. Đấy, có cần phải hỗ trợ ai đâu. Chí mạng cái đập cái nó chết quéo càng cua rồi. Đấy, hàng về. Hàng là đây chứ đâu. Hàng về đây chứ đâu. Ôi, 4 người luôn à. Đồng thế. Đồng thế này làm sao đánh đây. Ôi, đông quá. Quá đông rồi. Lauria tới. Em cũng tới đây. Ngũ khí tới. Chà chà. Hư nè. Chí của nhà bà mạng nè, đó, chí mạng thấy chưa? Mọi người thấy chí mạng chưa? Ôi ôi, dù béo kìa, cứu em ơi, men ơi. Trời ơi, mém nữa thì dù béo nó cho mình gọi là người thịt khỉ bung khói, cứ mà chết em luôn ấy. Trời ơi, mọi người thấy chí mạng không? Ôi, những pha quan trọng nó chí mạng như thế thì cứ mà loài mồm. Rồi mà tem mình cứ lạnh lùng đẩy trụ, đấy, ngon ngay. Ôi, quay đi quay lại mình giết 8 mạng mà tem mình mới giết được có 13 mạng thôi á. Ơ, thì ai mà chết hoài vậy? Nghĩ gì mà chết hoài vậy mấy anh? Zuka kìa ha. Hàng về. Thôi, đừng có cắn em. Cắn em đau quá rồi. Thôi em đi về đây. Về quê đi cấy đi cày đây. Ủa, ở lại chẳng may nó lại sờ mông một cái nữa. Mông của em thì nó lại gọi là khỉ này, khỉ đít đỏ đấy. Sờ mông một cái tôi nó lại đỏ chót lên như quả ớt thì có mà vỡ mồm. Thôi về cho lành. Không phải, mình phải đi kiếm cái con bùa xanh bùa đỏ cái đã. Lúc đó thì mình mới có thể gọi là múa lửa lắc mông được. Chứ kêu bây giờ mà qua mà lắc nó đập cho cái nát mông cái gì cổ em. Ôi dù béo thế mà kìa. Về nhanh AD ơi, em tới đây. Này thì đánh AD tu này. Chạy đi em, dù béo chạy đâu. Ê, hư nè. Ái ôi đâu. Ái ôi hê mana. À. Trời ơi, hai lần hết mana, chết ngu người luôn. Và đấy mà có mana thì có mà bật chữ một cái chạy lòi mắt ra, đố là các bạn đã được. Đen cho mình quá rồi ạ. Này thì xảo này. Đúng rồi, xiên vào mông nó, xiên vào mứt nó nha, xiên nó, bắn nó. Hay quá bạn ơi. Xeo nát tay mình kia quéo càng cua với đứng Laurier tay mình rồi. Ôi giết 9 chết 2 hỗ trợ không. Mình vẫn chưa hỗ trợ được mạng nào luôn mọi người ạ. Thôi, cái này người ta gọi là KS, gọi là chùm luôn cái gì đó. Lại gánh team à? 16 chết 19 thế này lại phải gánh à? Khổ nhờ. Bây giờ quan trọng bây giờ là phải kiếm được con bùi xanh bùi đỏ. Đấy, lúc đó mình mới quẩy được. Nếu mà không có bùi xanh bùi đỏ thì rất là khó. Ôi du béo. Ôi giời, ấn nhầm chữ cuối anh em ạ. Thông cảm cho mình nhá, ấn nhầm chữ cuối thôi. Ăn dòng luôn. Nếu mà vị tướng Ngộ Không á mà lên giày kiên cường ấy thì mình không thể lên cái song đao bão táp được. Nhưng mà trận này mình quyết định lên cho nó cái giày hơ men lên cho nó song đao bão táp, đập cho nó phê. Đấy, nổ chí mạng cho nó sướng. Nếu như mà các bạn lên giày kiên cường thì bắt buộc các bạn phải lên cái móng vuốt. Nó cũng giống như song đao bão táp nhưng mà nó không có tăng sát thương chí mạng. Đập ra thì mình quất luôn cái giày gọi là hơ men đi cho nó nhanh. Ngon ngay. Từ từ, chờ chúc mình ăn, có bùi xanh cái. Bùi xanh thôi, bùi xanh một chút thiếu nha. Ồ, thằng Ngộ Không kìa, à thằng Nacrot kìa. Quên, tự dưng kêu thằng Ngộ Không, nó giống như nói mình vậy. Trời ơi là trời. Ngộ khế tới đây, Nacrot, hư nè, ăn trụ hư nè. Bỏ cái tật nha, úi dồi ôi, bùi xanh bùi đỏ. Nó cứ gọi là ngập mồm luôn. Này, kiếm đâu ra được bây giờ. Lại có thêm con bùi xanh đấy chứ, đập phát chí mạng 3k kìa.
Vậy không? Người thấy khoái không? Khoái liền. Hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Em tới đây, xem mấy bạn thiếu người mà hổ báo cáo trồn là ra đây cho sờ mông cái. Ông già ơi! Thôi. Đang tính gọi là lớn không ra, ha mà già không thương. Nhưng mà cuối cùng thì xem mấy bạn nó bu một cục vào, nó thẩm du với nhau. Thôi em bỏ qua luôn ấy. Mình là mình con người rồi. Con người đánh những kẻ chạy lại chứ ai đánh kẻ chạy đi. Đúng không? Đây họ đã chạy đi thì tha cho họ luôn. Chứ mình làm sao mà gọi là truy sát đến cùng là không được. Đấy, chỉ có những clip mà mình đi truy sát thì mình mới truy sát đến cùng thôi. Cái này là trận đấu này hơi bị căng đấy. Đánh đoàn hoàng, láo ngáo là thua lòi mắt ra luôn. Tính ra thì hiện tại giết được 10 mạng nhưng mà team mình vẫn âm, vẫn thua bên kia một mạng. Đó, mọi người có thể thấy rằng thì team mình nó chất đến mức độ nào không? Láo ngáo lơ ngơ là coi chừng sắp mặt lờ luôn ấy. Du béo là đi đâu? Con sâu gióm này. Làm sao? Bây giờ là muốn làm sao? À, làm sao? Ăn đi, này. Ngô khỉ này, ăn đi. Ôi giời ơi, ăn chứ, bùa đỏ là phải ăn chứ. Trời ơi, nghĩ gì? Không thể tha được. Đang rình rình đây, chờ cho bạn treo ăn át. Đấy, Liga gọi là lạc lối ở Bắc Kinh một cái thôi. Mình cứ gọi là bắt cóc vừa là hấp diêm liền. Này, hợp lý không? Quá hợp lý. Nhưng mà không ăn thì thôi, mình ăn trụ đấy, làm gì nhau? Có ai đây không? Ngủ khỉ cô đơn quá, ngủ khỉ muốn có người yêu. Em cô đơn quá nè. Vâng, lính lên rất là nhanh đi bạn. Lính phải lên nhanh thì mình mới ăn được cái trụ chứ. Không lên nhanh thì làm sao ăn được. Rồi xong. Các bạn bây giờ đang gọi là co cúp lại phòng thủ. Đấy. Để mình về mình ăn con bùi xanh cái. Ủa đánh nhau hả? Đó, Arum các bạn lao ra như một vị thần thì cứ tưởng đánh nhau. Thôi về ăn nhanh con bùi xanh. Chớp nhoáng thời cơ, chạy lên KS vài mạng chơi. Đấy, cũng mọi người thấy có hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Ấy, hơn cho bạn một mạng rồi kìa. Ê. 20, chết 20. Mẹ vừa mới cười xong cái cuối cùng 20 chết 20 liền. Cái đầu xanh nó đen vậy. Arum đuổi theo này. Ở đằng sau, hãy xem tôi đây. Hư đây à, đập phát chết luôn. Quá hay anh Hảo ơi. Anh Hảo quá chất rồi anh Hảo ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, anh Hảo vừa làm cái gì đấy? Mình vừa làm cái điều gì đấy? Hình như có cái gì đó sai thì phải. Ôi, đập phát nào, quéo cả cô qua đấy. Mọi người thấy có pha đấy treo nát tem bạn nát hàng không? Ôi, em xài hàng hao đến nay. Treo nát tem bạn nó cứ lại phải đi may vá. Đây, cái chỗ nào mà gọi là bị chấn thương mạnh quá là phải gọi là may vá lại. Hay còn gọi là một gậy lên bảng đấy. Yếu đuối như con cây chuối luôn. Làm sao mà đấu được đổi với cả ngộ khí được bây giờ? Hiện tại đang có cái nội tại của con rồng. Nó ra thì mình không thể ăn được con tà thần được. Không là mình lượm lúa tà thần ngay. Hư nè, 14 kill. Quá lợi hại anh ơi. Ủa đập phát kìa, cho nát chạy ngay còn kịp. Sam lơ quá. Trời ơi, con Arum nó cắn một cái thôi. Răng môi lẫn lộn, nó trộn lấy nhau luôn. Không có đường về luôn. Trời đất, bó tay. Ghét Arum ghê. Arum qua đấy không cắn mình là đảm bảo Skozuka làm sao mà sờ được vào người mình. Nên mình tàng hình, mình né chiêu các thứ kiểu. Chắc cho đồng đội mình nó đi chung thì không phải thua lòi mắt ra bây giờ. Ôi ôi, Lauria chết này. Đó, lì cho ăn củ mì liền. Rioma lao vào bật chiêu cuối. Chiêu cuối chọc nó đi bạn. Chọc chiêu cuối đi. Ui dồi ôi, chọc cái gì vậy? Anh chọc cái gì để cho nó cắn chiếc quéo càng cua vậy? Và đây chỉ cần lướt chiêu 2 vào và bật chiêu một cái bật chiêu cuối là chết rồi. Mắc mơ gì phải tốc biến vào. Và đấy nếu như mà mình sử dụng cái chiêu 2, chiêu 1 ở trong bụi lùm, lao vào chiêu 2 vào đủ tâm, chọc chiêu 1 cái là giết được vị tướng ấy lết rồi. Không giết được thì bật chiêu cuối đó. Xong rồi tốc biến chạy đi. Ông tốc biến vào ông làm loãng luôn. Cuối cùng chết, giết được ích lết nhưng mà vẫn chết. Chết quéo càng cua luôn. Này du béo này. Du béo này. Đưa cái bùa đây, đừng có nói nhiều nha. Để dám ăn bùa đỏ của anh à. Đây, hàng về. Thế bạn đã tiêu diệt được Kasa. Nhưng mà Kasa đã bị tiêu diệt. Thì ngộ khí Sơ mông chèo ăn nát phải nằm xuống đi em. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quang phải cây. Ôi ôi, đừng có đánh nó. Hay lắm bạn ơi. Cảm ơn bạn nha. Trời ơi, bạn mà quánh nó là cuối cùng mình chết luôn á. Bạn muốn quánh nó là mình chết luôn á. Máu thì ít nên không thể nào hít được đồ thơm. Úi giời ơi, em mà ăn được tà thần rồi hên nhá. Ăn được tà. Ôi ôi, em tính ra em sờ mông con tà thần cái. Em đập tà thần cái, em hồi máu cái. Thế mà cuối cùng người ta nó bảo kê con tà thần dữ quá. Thôi đi ăn bùa đỏ cho nó lành. Này thì bảo kê tà thần này. Này thì bảo kê, ôi. Chưa làm gì mà con tà thần nó sợ quá, nó chết mình luôn rồi.
Trời, mình lại gần có tà thần nó sợ quá nó chết luôn. Chết quéo con cua, nó chết cua con quéo luôn. Có chuối, 17 kêu rồi anh em ơi. Giết mạng vừa thời gian rồi anh em ơi. Ủa ơi, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Đau quá, chạy đi. Trời ơi, chạy đi. Ôi, 15 phút chết 17 mạng. Ôi, em săn như cái bánh xe bò luôn. Ôi, chú béo kìa, chú béo kìa, ra đây, mày ra đây. Mày đây, bây giờ mình sẽ bán cái giày đi. Mình sẽ lên cho nó cái giáp mộng bệnh nha. Đó, nghe cô Linh trình nộ này. Ôi, ông già, bậy rồi. Ông chơi như vậy là không được nha. Trời ơi, người ta đang mua đồ mà ông làm gì kì vậy? Hư nè. Úi giời, du béo, solo một cái một thôi đảm bảo Zuka chết mất xác với mình luôn. Ê, hàng về. Zuka, hãy xem ta đây. Yeah! Đau. Ai ôi, định mệnh cái con Arum này nó có đè mình nó cắn hoài vậy? Cắn hoài vậy mấy anh? Thôi đi về cho nó lành coi. Trời ơi là giời, nguy hiểm quá. Bắn ra một mình. Từ từ đừng lên hang cô linh tình nộ nha mọi người. Từ từ đã, tại vì ít máu này mình lên hang cô linh tình nộ nó mất nội tại luôn, phí lắm. Đó, trên cái nửa cái máu là mình bật cái hang cô linh tình, mua cái hang cô linh tình nộ, tí nữa ra là mình gọi là tha hồ mà quẩy, quẩy tung mông luôn, tung đít luôn. Nào, làm sao? Bây giờ các bạn muốn làm sao? Anh nào ý kiến gì đâu? Đâu? Ai ý kiến gì? Úi giời ơi, đi không lấy đôi giày, chạy chậm quá mọi người ạ. Chạy chậm như rùa luôn, như rùa bò luôn. Ai rồi, Nacarot này, đứng lại, ôi, mày hả người, ủa nó lên đồ gì mà trâu thế, chết em rồi, thấy mẹ em rồi, ai rồi, đi mày nó trâu vậy, tao nó trâu dữ, ôi, rồi xong, mất cái hai con đi tình nộ rồi, ôi, xém nó tưởng là tao pha đấy mình đi rồi chứ, hên là cái đồng đội mình nó tới kịp thời đấy, không, tí nữa thì quéo con cua rồi, anh lên tới, nó, bấm, không sao, nạc nó thêm bạn, trời, nó làm một cái mà em quéo con cua luôn, thôi, mặc dù còn cái nội tại của cái liềm luật mệnh, nhưng mà em không có dám tự tin tỏa sáng, thật luôn ấy, qua đấy mà lao vào có khi là mất xác luôn, chơi, mất xác đuổi theo này, nạc nó đuổi theo, Ron nè, thấy còn tí máu này, ham nè, ôi, 17 phút 18 mạng, trời ơi, thảm sát em bạn hả, ôi, kinh quá, thì vậy cái tem mình chưa ai giết được gọi là 10 mạng, chưa được 10 mạng luôn, mới giết được 4-5 mạng gì mà mình quất cho 18 mạng luôn. Lại gánh tim loài mồm. Đây, mọi người thấy mình có hay không? Đó, chỗ của con người mà hết lòng vì đồng đội, hết sức vì tem, nhường cái bùa của con rồng cho AD liền. Trời ơi, tại vì cái con Nacarot ấy, nó lao vào nó bắt AD thôi. Mình là mình xanh rồi, bây giờ mình cố gắng gọi là lấy cái nội tại đó thì tí nữa AD bị bắt một cái là coi như tem mình mất xác luôn. Một người xanh không thể nào gánh được tem đâu. Mình phải nhường cho đồng đội những cái thứ cần thiết. Đó, con người. Ôi, kinh thế cơ chứ. Đã vậy còn nhường bùa cho mít nữa chứ. Ui trời ơi, em là em hết lòng vì đồng đội luôn ấy. Thế mà đồng đội mà để cho trận này thua nữa thì em cũng cắn răng cắn cỏ. Em xin mấy anh gọi là khổ luôn ấy, khóc luôn ấy. Không quéo còn cua luôn á. Một đường dưới là xong ba đường này anh em ơi. Nát ba đường này anh em ơi. Đó, mọi người thấy không? Hết lòng vì đồng đội luôn. Trời ơi, nghĩ thấu đáo tất cả mọi thứ luôn. Có ai đồng đội mình như mình không? Hay là các bạn dành nhau bùa rồi dành nhau bùa xanh rồi dành nhau bùa giống, chặt và dành nhau quá. Em là em khác hoàn toàn. Xả thân vì đồng đội mà. Tại vì mình xanh rồi, mình không nhất thiết phải lên đồ đó nữa làm gì. 18 mạng rồi các bạn. Ui dồi, treo Anat nè, một gậy vào đầu nè. Hãy xem ta đây, hư nè. 19 kêu. Ui dồi ôi, xanh lè luôn. Wow. Kinh quá, mọi người thấy mình đánh ngủ khỉ hay không? Ôi hay, cho một like lên, một lượt đăng ký kênh lên. Sắp được 1 triệu sub rồi, chả ai đăng ký kênh gì hết. Mình buồn quá trời luôn. Thôi, mình nghỉ nha mọi người, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh và like, comment để ủng hộ mình nhé. Bye bye.